Hello nha anh em. Anh em lên cái Yamaha NVX 150 ABS nha anh em ơi. Gì kêu vậy? Quên tắt khóa nó kêu quá không? Nó báo. Xe này chạy mới có ngàn mấy trăm cây đó là bắt đầu là đi nước ngoài nha anh em. Mới có 1.300 cây à. Nè. 1.325 km nè, chính xác luôn. Giờ xe mới cái này kiếm đâu ra nữa vậy nè. Nói chung xe này không có gì quay hết trơn á. Bao anh em là đúng zin, đúng đồng hồ, đúng đề mét, đúng vỏ, đúng ô đô nha anh em ơi. Nó còn mới là 7 màu anh em giờ. Nó gì đâu. Tại xe này 27 đến giờ luôn. Xe này chủ đi nước ngoài vậy nè. Đủ nước ngoài chạy nhiều đó rồi bắt đầu là để lên đi nước ngoài mới toàn này nè, đâu có gì quay đó. Cái này chút vệ sinh lại nha, hơi dơ rồi đấy, áo thì dán keo toàn thân nha nè, nói chung là không một lỗi, không một lỗi. Ai chơi chơi với cái dòng này anh em mà tướng đô đô con chạy đầm lắm nha anh em. Cái xe này hồi nãy điện lên thằng em chủ nó bán đâu ở sao có con chè một vậy đậu nó nơi xe này nó mua hết ra nó vậy đó. Một chìa khóa cơ và một remote vậy đó chứ đâu có ai chè đâu. Thì ra là vậy giờ mình mới biết luôn. Gương cũng còn được cây nha anh em, còn được cây gương thuận ha, sổ ha, giấy tờ bảo hiểm đầy đủ hết. Hàng này bây giờ kiếm không có đâu nha anh em. Để chúng em chạy thử đi. Sáng ơi. Sáng. Dắt ra anh chạy thử coi. Mấy cái kia thường thường tay chơi được luôn, này nó to quá em không dám làm, sợ nó đè em chết. Này tướng cỡ như sang trường chạy đẹp. Đó, không, đâu chèo nó thử cái sang giới không sao. Đồ tướng chạy vừa luôn á, chạy vừa luôn á. Đây đây, đi nó đầm lắm nha anh em. Đã hết, ABS rồi. Dơ quá. Nó có đồng hồ đàng hoàng ha. Đồng hồ nè. Này báo xăng. Cái này tua máy ha, cái này nhanh. Mấy cái hệ thống đèn phụ trợ lật giặt ha. Cái này cái này đậu 3 giây tắt máy. Mới rồi nè. Chắc. Ồ, chạy hơi bị phê nha. Cảm giác nó sao ta? Rất là đậm nè. Êm nhẹ. Tại vì cái xe này còn rất là mới luôn. Anh em thấy không? Chạy mới có 1.325 cây. Em đậu đảo chắc ngồi lên cây nữa. Đảo anh em ơi. Bao phê. Bao phê, không thua xe nào đâu nha anh em. Rất đã luôn. Quá anh em ơi. Này này đi đường xa thì tuyệt vời. Đi đường xa là quá tuyệt vời. Rất là ngon. Đường này chạy đi Châu Đốc với bà luôn nha anh em, Long Xuyên rồi luôn. Đường tỉnh lộ. Đường tỉnh lộ thì nó hơi nhỏ nha anh em.
quá đã, chạy em này đi được xa tuyệt vời anh em ơi, thắng ABS rồi luôn ha, 155 mà bởi đi cái hơi quá nhẹ luôn. Cái này đá chống tắt máy không này, à nói là cũng thuộc loại đá chống tắt máy ha, xe ga thế hệ mới mà. Nó báo quên tắt khóa cái nó kêu mình. Đúng rồi, trường hợp có nhiều trường hợp mấy chiếc V-Sành á bị hết bình, đá chống tắt máy đó, rồi đậu ghé nhà bà con chơi xong rồi quay qua phép nhờ sạc giùm, có người mua luôn bình mới gắn luôn. Còn này nó thông minh ha, nó báo cho mình biết, nó gắn keo nè. Nói chung nó như xe mới vậy nè em ơi, nó không lỗi đâu nha, rất là đẹp luôn nè. Nó như xe mới, ok, mấy cái cụm bao da tay rồi em ơi, chạy có hơn 1000 cây à. Này giờ thuộc loại vô hạn hiếm nha em ha, 2017 tới giờ, giờ hãng không còn đâu nha em ơi. Ai mà đam mê thì giờ ngay gu mình thì điện thoại bếp nha, thấy không, mới luôn. Đây sông suối ha, sông suối cây cối. Rồi xin cảm ơn anh em, chúc anh em vui vẻ nha, mà phép chắc cũng stop video đã chạy về đây rồi, xin cảm ơn.